Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, một tin buồn đối với những ai hâm mộ danh hài Chí Tài. Chiều ngày 9 tháng 12 năm 2020, quản lý cũ cho biết diễn viên Chí Tài qua đời khoảng 3 giờ 20 phút chiều tại bệnh viện sau khi bị đột quỵ tại chung cư ông đang sống. Anh Khánh Hoàng cho biết nghệ sĩ Chí Tài bị đột quỵ và qua đời vào chiều ngày 9 tháng 12. Trước đó, nghệ sĩ được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết nghệ sĩ Chí Tài được phát hiện nằm bất động ở cầu thang bộ tầng thứ 7, chung cư nơi ông ở tại quận Phú Nhuận. Ngay sau đó, xe cứu thương được điều đến để chở nghệ sĩ Chí Tài đến bệnh viện cấp cứu. Danh hài Chí Tài tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958. Ông là nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực diễn hài, hoạt động cả hải ngoại và trong nước. Chí Tài và Hoài Linh tạo nên cặp bài trùng khuynh đảo sân khấu hài. Bên cạnh diễn hài, Chí Tài còn là nhạc công guitar, nhạc sĩ và người viết ca từ. Sinh ra ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn, Chí Tài sang Mỹ từ năm 1981 và theo đuổi nghệ thuật. Ông từng mở studio thu âm cho nhiều nghệ sĩ Việt tại hải ngoại. Từ năm 1997, Chí Tài bắt đầu diễn hài cùng Hoài Linh và tạo nên bộ đôi ăn ý lâu năm. Ông được đông đảo khán giả tại Việt Nam và hải ngoại yêu mến. Các vở diễn nổi tiếng của ông là Dân Chơi Hàng Mướn, Kén Rễ, Đánh Ghen, Đèo Gió Hú, Bầy Vịt Cái, Rượu, Ngao Sò Ốc Hến. Từ khi trở lại quê hương Việt Nam, Chí Tài vẫn hoạt động nghệ thuật sôi nổi ở nhiều lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, truyền hình. Ông đóng các phim điện ảnh Gia Sư Nữ Quái, Nhà Có Năm Nàng Tiên, Thần Tượng, Trúng Số, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Dạ Cổ Hoài Lan. Trên truyền hình, Chí Tài xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách như Ơn Giời, Cậu Đây Rồi, Hội Ngộ Danh Hài, Ca Sĩ Giấu Mặt, Gương Mặt Thân Quen. Kính thưa quý vị và anh chị em, một vài thông tin Quang Hải xin gửi đến quý vị và anh chị em. Chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn của Chí Tài được mau hưởng nhan Thánh Chúa. We'll be right back.